con cảm ơn chú Hưng Phạm và cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho anh em tụi con xây nhà cửa. Con cảm ơn. Cố gắng lên con ha. Dạ. Mọi người không có bỏ con đâu. Thì gửi tới cái giấy cảm ơn của Ủy ban nhân xã đối với kinh UV từ Thượng Phạm, cũng như đã vận động quý Mạnh Thường Quân cũng hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà cho cháu Khánh. Dạ. Thuộc về dạng hộ khó khăn trên địa bàn ấp, thì cũng chúc kinh UV Thượng Phạm cùng với các Mạnh Thường Quân thì dồi dào sức khỏe. Hiện bây giờ Thuận cũng đi mua cho các cháu là một số đồ rồi. Rồi phụ thêm đồ vô với chú con. Nè, quạt với gạo. Khánh đâu con? Khánh đâu? Rồi hai đứa ra khiêm phụ nè. Hai đứa ra phía sau xe của chú Thức kìa, ghim đồ vô nữa. Sướng rồi ha, nhà giàu rồi ha. Thì ngày nay Thuận ở lại đây á, thì mới vừa Thuận cũng như là tìm hiểu là anh cái cháu Hoàng Di á, là anh ruột của cháu Khánh á, là em chỉ về đây tạm thời cũng như là phụ Thuận với lại mọi người là dạy dỗ cháu Khánh thêm, tại vì cháu Hoàng Di là cháu nói còn đang học, vừa làm mà vừa học nghề làm nấu ăn đó quý vị. Thì cho nên là đang lỡ dở không có về đây luôn được với cháu Khánh, cho nên là thời gian này là cũng gì thấy Thuận tới đây nè, giúp đỡ cháu Khánh vậy nè, cho nên là cháu cũng thương để về phụ được phần nào thì phụ hết mình luôn. Hết chưa con? Hiện tại giờ thì cái bên cửa hàng bán niệm thì một chút xíu nữa giao luôn. Bây giờ dời Khánh đâu? Mình sẽ dời mấy cái này nữa. Cái tủ để đây không có được, phong thủy này là nó kỵ cái phong thủy, mình không có để đây được, mình dọn cái tủ này xuống đi. Để mình ghim vô trong đây. Phụ anh con dọn cái tủ con. Bây giờ mình bây giờ trước khi đó mình giải phóng cái bếp này trước đi. Cái bếp dọn trước nữa nè. Cái bếp thì cô chú Mạnh Thường Quân với khán giả là để đây không được. Để đây là nó hướng vô trong đây là cái nguyên cái phòng ngủ. Cho nên là nó không được tốt, phong thủy không được tốt. Nó xui xẻo. Cho nên là mình sẽ dời qua đây. Tạm thời dời qua đây ha. Cái cửa này có một số cô chú anh chị khán giả là nói mở vô, chứ thật chất là cái cửa này mở ra quý vị. Rồi chút xíu nữa Thuận sẽ đọc danh sách của cô chú Mạnh Thường Quân, người có đủ tiền làm phía sau này không thì Thuận đọc quý vị khán giả sẽ biết. Đang nấu cơm gì vậy con? Nè, ai khó này vậy? Con hả? Trời ơi, thợ nấu á hả? Cái này là khó gì con? Kho rừng. Chú thấy hình như là từ lúc con về đây con nấu ăn Khánh nó mập ra nè. Mời cơm chín chưa? Mới nấu thôi. Vậy thì một chút xíu nữa mình sẽ dời qua đây ha. Dời qua đây, không có cho dựa vô trong cái phòng ngủ. Vậy thì cái phần này hồi mình dời sau đi, hai cái tủ hai anh em khinh vô đây đi.
khinh vô để ngay đây này, cái tủ là để đây nó hợp lệ nhất, không để được cái kiến nó gọi ra phía ngoài đó. Đó, khán giả mà gành á thì cái kiến này nó sôi ra ngoài, là người ngoài nó nhìn vô là rất là xui xẻo, cho nên là để ở trong cái phòng ngủ thì nó hợp lệ hơn. Thôi phụ anh con, tập làm cho quen con. Nó cứ đổ đồ kinh đứng luôn con, kinh đứng luôn. Gạo vậy, lấy gạo ra luôn. Rồi hồi nãy hình như là quên cái xô đựng gạo rồi. Nó cao quá. Thôi coi chừng trúng cái đó, kéo ra đi. Rồi. Rồi ba người ba góc luôn ha. Về đi. Con muốn để chiều nào? Quay ra ga hay là quay vậy? Ok, nói vậy là hợp phong thủy rồi đó. Chút xíu cái nồi cơm chín cái giờ cái bàn này qua đây. Rồi bây giờ là thử cái quạt thôi. Trời ơi, vậy nó quay vậy luôn. Cái gì? Gì Khánh? Mệt hả? Thử quạt con. Con thử cái quạt chạy không? Thử, trời ơi, thử cái đồ mới thử đi. Cho nó hên. Cái thùng đồ hôm trước là mình còn để nguyên đây luôn hả? Bắn bỏ một tử à. Mở ra luôn con. Mở lên, nó hút gió lên rồi nó gãy cánh. Kiếm cái đồ cắt gì? Chịu phá nè con, cho chú ở đây ha. Cái gì điện dịu chứ. Quạt xịn á. Rồi, sao cho nó chạy đây. Wow, giỏi dữ ha. Bốc tem luôn nè. Tự bốc luôn đi. Rồi, tiếp tục mình cất gạo nữa ha. À, Thận quên mua cái thùng rồi quý vị. Nói chung là cái xe mà Thận đi bằng xe Honda vậy đó. Cái thùng nó bự quá, Thận chở không có được nữa. Hồi nãy nói mua sao mà cuối cùng nó cũng cứng xe rồi, không có chở được. À, nếu có đi lần sau Thận sẽ mua cho cháu cái thùng đựng gạo. Con nấu hay Khánh nấu vậy? Rồi mình nhận ha, nhận quà nữa nha. Gạo nè. Dầu ăn. Cái này là cá mồi. Rồi cái này đường. Nhưng mà con về đây được lâu không Di? Con vài tháng. Ở với em được bao lâu? Chắc được vài tháng. Vậy rồi cũng được rồi. Mà sao trên kia được nghỉ phép lâu vậy? Có con lên con làm lại, làm chỗ khác á. À, cái khác làm cho cũ nữa. Rồi cái này nước mắm ha. Cái này xà bông. Hôm trước chú có mua xà bông cho con rồi, giờ mua nữa nè. Nhưng mà cái xà bông gội đầu là còn phải không? Trong tủ còn. Cô Lan mua còn tới giờ phải không? Rồi này bột ngọt. Vậy nấu ăn được chưa Di? Dạ. Vậy nấu ăn được chưa? Được.
Rồi đây là tiếp tục thùng mì nữa. Còn bên trong đây là quần áo đồ này nọ cũng còn phải không? Dạ. Rồi anh em tự sắp xếp ha. Bây giờ hai đứa tính để cái này ở đâu? Cái niệm nè. Này chắc bỏ phòng. Bỏ phòng luôn hả? Rồi thì hồi mình xin vô ha. Kính thưa tất cả quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân và quý khán giả, thì hiện tại giờ là đứng bên cạnh thần Phạm, đó là đại diện chính quyền địa phương, cũng như đây là anh Cần, trưởng ban nhân dân ở đây. Thì trong thời gian vừa qua thì Thận giúp đỡ cho cháu Khánh á, thì rất chân thành cảm ơn, là đặc biệt là anh là hỗ trợ về cái an ninh cũng như là tất cả mọi mặt trong thời gian vừa qua đó. Thì cái cơ duyên của cháu Khánh á, được chính quyền địa phương quan tâm ở đây rất là nhiều, cũng như là cháu mồ côi đó quý vị. Rồi Thận tới thì giúp đỡ cũng gặp gắt gối khó khăn nữa, cho nên là cô chú cán bộ chính quyền địa phương đây cũng hết mình. Thì hôm nay á, thì cũng giúp đỡ được vậy thì đại diện chính quyền địa phương cũng như là anh Cần cũng có lời chia sẻ tới tất cả quý cô chú mạnh thường quân. Dạ. Thì hôm nay thì đấy cũng thay mặt cho ủy ban nhân dân xã thì gửi tới cái giấy cảm ơn của ủy ban nhân xã đối với kinh UV từ Thượng Phạm, cũng như đã vận động quý mạnh thường quân cũng hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà cho cháu Khánh. Yeah. Thuộc về dạng hộ khó khăn trên địa bàn ấp, thì cũng chúc kinh UV Thượng Phạm cùng với các mạnh thường quân thì dồi dào sức khỏe, thì làm ăn thành đạt, cũng mong kinh UV Thượng Phạm thì càng phát triển hơn nữa để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn nhiều hơn nữa. Dạ, em cũng đại diện tất cả quý cô chú mạnh thường quân cũng như gia đình của cháu Khánh xin gửi lời chân thành cảm ơn anh cũng như là chính quyền địa phương ở đây đã trong thời gian vừa qua hỗ trợ cho cháu về cái mặt an ninh, cũng như là em là giúp một phần, rồi cháu Khánh nó như thế đó, đó là vừa giúp đỡ tinh thần nữa, rồi ở lãnh đạo của mình nó là hỗ trợ cái mặt đó cũng rất là nhiều, cũng như là hôm nay là anh ruột của cháu Khánh cũng về hỗ trợ phụ em, rồi phụ chính quyền địa phương đây, phụ bà con ở đây nữa, cho nên là em gửi lời chân thành cảm ơn rất là nhiều. Dạ, Thận cũng mong muốn là khi mà Thận đi tới bất cứ địa phương nào thì cũng gặp các anh nhiệt tình ở dưới đây, thì Thận cũng rất là mừng. Cảm ơn anh nhiều ha. Cảm ơn. Dạ. Dạ rồi. Cô chú anh chị, Thận nhận được cái lời cảm ơn từ cô chú chính quyền địa phương ở đây, cũng nhờ là tình cảm của tất cả quý mạnh thường quân. Rồi cái này là giống như là cái kỷ niệm để lại khi mà cô chú mạnh thường quân có dịp về Việt Nam cũng như là tới nhà Thượng Phạm, thì Thận sẽ đây là những cái tình cảm của mạnh thường quân để dành lại. Rồi bây giờ thì chắc có lẽ là cái niệm nó về hơi trễ ha. Giờ là Thận sẽ đọc danh sách của cô chú mạnh thường quân luôn. Kính thưa tất cả quý mạnh thường quân, Thận xin được phép đọc tất cả danh sách của cô chú mạnh thường quân. Rồi hôm trước đó là Thận giúp đỡ là cái số tiền bảo lưu lại hôm trước đó là 700.000, bây giờ là Thận cộng tiếp nè quý vị. Chị Dương ở Bến Tre ủng hộ là 300.000, với lời dặn là cho cô ba 100.000, còn lại là 200.000 là phần của cháu Khánh. Tiếp theo là mạnh thường quân giấu tên ủng hộ là 300.000, với lời dặn là mua sữa. Anh Nam Đoàn ở bên Mỹ ủng hộ là 300 đô, đổi có được là 6.966.000. Tiếp theo là chị Thí Nguyễn ở bên Mỹ ủng hộ là 300 đô, đổi có được là 6.966.000. Tổng cộng số tiền là 15.132.000. Rồi số tiền mà cũ hôm trước mà làm nhà đó quý vị, số tiền mà làm nhà luôn là 45.120.000. Rồi thận cộng tất tần tật kêu luôn là 60.252.000. Rồi thận vị chi ra là mới vừa thanh toán tiền nhà là 49.500.000, số tiền còn lại là 10.752.000. Rồi bây giờ thì thận đọc là vị chi là số phần mà mua hôm nay là nhu yếu phẩm, gồm có là bao gạo là 325.000, 2 kg đường là 46.000,
một bịch Vidan và bột ngọt 31.000. Đệ nhị là cái gì? Nước mắm. Một chai nước mắm đệ nhị là 22.000, một chai dầu ăn 30.000, một thùng mì là 76.000, một bịch Omo, xà bông giặt đồ Omo là 1 ký là 35.000. Rồi cá mồi. Cá mồi là một lóc 130.000, một cây quạt là 350.000. Rồi cái niệm là 1.200.000. Tổng cộng tất tần tật lại là 2.245.000. Rồi Thuận trừ ra là 10.752.000, trừ ra 2.245.000, số tiền còn lại là 8.507.000. Rồi còn cái phần tiền là 8.507.000 thì Thuận sẽ giúp cho cháu Khánh là học nghề. Còn phần của cô ba là 100.000. Còn gửi cho cô ba 100.000 để cô ba làm giàu ha. Rồi con gửi cho cô ba là cô ba. Cảm ơn chị dạ. Thịnh, cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn cô Quân ơi. Dạ, cô chú Mạnh Thường Quân là được rồi. Cứ Mạnh Thường Quân là được rồi. Dạ, cô Sao Ly. Cảm ơn cô Sao Ly. Dạ. Quân đi hoài à. Hồi nãy Thịnh đọc là còn lại là 8.507.000, Thịnh sẽ gửi cho cháu Khánh là thêm 100.000 nữa. Là còn lại là 8.407.000. Là Khánh. Sao được Khánh? Tập cho nó quen. Mà biết cảm ơn. Ừ, con hỗ trợ cho chú cái phần đó. Hôm nay cảm ơn mà cô chú Mạnh Thường Quân á. Cảm ơn chú Mạnh Thường Quân. Thì quý vị đã thấy rồi, trong thời gian này thì cháu Duy nè, thần tưởng đâu là cháu về đây luôn, mà cháu cũng còn đang dở dang cái phía ở trên cái chỗ cũ mà cháu ở trên đó đó. Nói chung là cháu cũng vừa rửa chén vừa này nọ, cũng đi làm thuê làm mướn, mà cháu đang học hỏi cái nghề là nấu ăn, cho nên là thần thấy là cái việc này cũng tốt, đúng không con? Dạ. Con có thể kể cho chú biết được cái công việc của con trên đó. Dạ, con phụ bếp rồi chừng nào hết giờ quay xuống rửa chén, giờ nào rảnh thì ra lau phòng rồi set up lại đồ đạc. À, mình phụ bếp là mình vừa phụ vừa học hỏi nấu ăn luôn hay sao? Vừa phụ vừa học. À. Tại chỗ quen học cũng được. À. Vậy là bây giờ là con có quyết định là con về đây với Khánh luôn không? Rồi con có thể con chia sẻ cho chú biết. Chắc con về được vài tháng con đi cho nữa chứ. Thưa quý vị, thì cháu cũng cố coi như là thấy Thuận lại đây thì giúp đỡ dạy dỗ cháu Khánh, rồi cô ba cũng dạy, rồi chính quyền địa phương đây cũng dạy, cho nên là trong khoảng thời gian trống á thì giống như ngày hôm nay nè thì cháu cũng về. Như hổm gài á thì cũng cháu ở đây cũng nấu cơm rồi cho Khánh ăn, bữa nay thấy nó cũng tròn trịa nè, trắng trẻo lắm. Rồi lại là nghe mọi người nói đây là hổm gài ngoan ngoãn, ở nhà không có đi đâu hết, không đá banh luôn, đúng không? Kể cho chú nghe, hổm gài có đi đâu không? Hổm gài nói nhà không. Cô ba kể cho con biết, cô ba hổm gài Khánh đi đâu không? Dạ không, từ bữa 20 tới giờ anh nói về hai anh em ở nhà rồi nấu cơm ăn, lại đâu cô trong nhà chơi rồi chạy qua nhà tôi rồi chạy về đây. Hai anh em ở nhà vậy đó, không có đi đâu, cũng không có đá banh đá gì nữa chứ, không có đi mặn gì nữa chứ, về cái qua qua nhà bển rồi chạy về đây. Rồi anh nấu cơm ăn rồi anh em ăn rồi rửa chén lau nhà rồi anh em ở trong nhà vậy đó. Dạ. Vậy thì bây giờ là mọi việc cũng nhờ con là cái phần này ha. Con coi kỹ là giùm cho chú là nhắm Khánh em ruột của con có học được ngò nổi cái nghề mà hớt tóc hay không. Dạ. Nếu mà học nổi thì dẫn đi ra cái tiệm hớt tóc gần đây nè, cái chú đó đó. Hỏi giùm chú cái bộ, nếu mà tiếng con thấy được á, tiến hành học đó, hỏi giùm chú là cái bộ đồ nghề đó là bao nhiêu, để chú xuống chú gửi tiền cho chú đó chú mua giùm. Dạ. Ha, rồi tiền học là bao nhiêu? Hôm trước thì chú nói là chú dạy miễn phí đó, mà không biết rồi hôm nay thì sao thì mình hỏi cho rõ ràng ha. Dạ. Con biết cái tiệm này không? Dạ biết, tiệm của chú Quốc. Ừ vậy ha, vậy thì chút xíu nữa là chú về cái con tiến hành đi ha. Dạ. Tại vì chú còn để đây. Rồi Thuận cũng nói luôn là hiện tại giờ cũng có là cô chú Mạnh Thường Quân với lại khán giả cũng yêu cầu Thuận là làm cái phía nhà tắm như là nhà toilet vệ sinh luôn, với nấu ăn là phía sau đó còn dư khoảng sau để mà làm ra luôn á. Thì Thuận cũng trả lời luôn, cái lúc mà Thuận đọc cái danh sách mà cái giấy mà cho đất á,
là vừa đủ cái nhà này ha. Cho nên là Thuận cộng cái số tiền á, nó vừa đủ làm cái nhà, cho nên Thuận tiến hành Thuận làm luôn. Và trong thời gian làm gần rồi á, thì mấy phát sinh là cho thêm cháu là đất, rồi cái phần sân có, phần phía sau nó dài thêm nữa. Thì bây giờ là như cộng lại đó, Thuận mới vừa đọc đó, còn dư là đúng 8.007.000 8.407.000 thì vừa đủ cho cháu học nghề à. Bây giờ nếu mà làm cái phía sau làm thêm nhà như vậy á, thì nó sẽ không đủ. Nếu Thuận nhận được tình thương của quý Mạnh Thường Quân thêm nữa cái phần mà làm nhà vệ sinh với nhà tắm á, với lại nhà bếp giờ lại phía sau, thì Thuận sẽ cố gắng. Nó chứ bây giờ lỡ dở như vậy á, thì chịu chứ quý vị. Nói bây giờ thì Thuận xin thông báo lại một lần nữa, số tiền Thuận còn cầm trên tay là 8.407.000, vừa đủ cho cháu Khánh học nghề hà. Còn nếu mà muốn làm nhà nữa thì Thuận nhận được tình thương nữa thì Thuận sẽ làm. Nói chung là làm được càng nhiều càng hoàn hảo thì Thuận càng thích nữa. Rồi vậy cô ba. Vậy cũng có cảm ơn Mạnh Thường Quân này giúp đỡ cho cháu Khánh được cái nhà với ăn, cho có ăn uống này kia, nó không đi thôi ốc thôi đồ nữa, thì cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân với chú Thuận giúp đỡ cho cháu. Dạ. Chị thì bây giờ là như trước giờ mình không có nhà cầu, vậy là hai đứa đi vệ sinh ở đâu? Hồi đó thì đi cầu cá, rồi cái sau này con chị nó, nhà con á, dạ, nó đi bằng, rồi nó lãnh tiền bằng cho về cái xây cái nhà cầu mấy bên tôi lãnh đó. À, đi cầu cá bên cô ba ha. Rồi cũng như đó lãnh tiền bằng nó cho bà chú Út nó xây. Đó, làm cái nhà sau đó quý vị, là phải đào cái hố. Đào cái hố là bèo gì cũng phải 5 triệu. Cái hố cầu tiêu máy đó là nhỏ nhất là cũng 5 triệu. Rồi nếu mà cất cái nhà mà tiền chế thì nó giá khác, còn làm bằng tường ra luôn thì nó khác nữa. Rồi giờ đó giờ mình đi được, giờ gán đi nữa đi, chờ tin chú nữa ha. Dạ. Nhưng mà hai đứa giờ thấy mừng không? Dạ, mừng. Rồi con cũng cố gắng ha, ở đây được bao nhiêu tận dụng thời gian bấy nhiêu để hỗ trợ là dạy cho em ha. Dạ. Như con nãy con thấy rồi, em đứng như vậy đó, con thấy nó cũng nó dạy con vậy là đỡ đó. Thuận thấy là cái cháu Hoàng Di đó là rầy cháu là dễ nghe hơn, nhưng mà còn vậy đó chú ở đây nó còn khó nữa. Thôi bây giờ mình tiến hành mình đem cái niệm vô đi, hai đứa muốn đặt chỗ nào? Dạ. Tự khui ra đi, tự đặt đi. Cô ba thấy cái niệm này được không cô ba? Được. Cái niệm này Thuận mua có 1.2 triệu quý vị, Thuận mới vừa đọc 1.2 triệu. Thích ngủ dưới đất luôn hả? Hay là mình cần đem cái giường này vô không? Cái này em chạy lại, cái gạch bông mình chạy lại đi. Cái gì đâu mình chạy, mình dở lên, mình có đau ép mình dở lên. Rồi con lấy dao vô con cắt con. Được không? Nó còn phút lúc rồi con lấy dao không vậy? Còn phút lúc. Nè, con dở cái này qua anh đây. Bích cái lấy dao đó. Gối mệt nè con. Giờ qua đây hết, để bung cái niệm ra. Khánh nó để tiền đó kìa, cái tiền bích lại đó. Thuận không có đưa tiền nhiều cho Khánh được, đơn lận trăm mà. Làm xong cái đó xong rồi cái đó mình hai đứa có thích ngủ giường không, còn phải đem giường vô luôn. Cái giường này đem vô chắc phải tháo ra mới đem vô được. Thích ngủ dưới hả? Ngủ bằng đêm lăn có gì vậy? Nó không có gớt đất ha, còn đem giường vô là lăn gớt đất. Tháo cái bọc nó ra luôn, nằm nó mới mát lưng được, để cái bọc nó hầm lắm. Bắt đầu. Lấy cái dao nãy đó, dao nãy cắt. Nãy Thuận đọc danh sách có cô chú Mạnh Thường Quân là dặn Thuận là mua thứ nhất là cái xô gạo hả? Rồi còn cái gì nữa ta? À, sữa nữa.
Con còn sữa không Khánh? Con mua sữa không? Chú mua cái loại mà cái chai mà có cái nấm vú luôn. Bú. loại tròn có, loại dẹt có. Cái nào cũng được hết, con thích nào chú mua hết cho. Nó ưa uống sữa ấm quá chứ thật. Sữa mà sữa ấm quậy á. Cái hộp. Cái hộp rồi xong rồi có cái ống chọt vô phải không? Thấy nó ưa cái đi mua sữa ấm gì mình quậy á. Giờ anh nó mua cái đó quậy cái đúng không á? Là sữa lon á hả? Sữa thùng khá hả? Không, cái hộp thì quậy cho phải sữa uống. Nói trời anh nó gì mua cái đó quậy cái đúng á. Là cái nào con có cái mẫu đây không để chú mua con. Cái gì? Dạ. Ừ, con hồi con đưa ấy cái mẫu nghe, lần sau chú xuống rồi chú mua. Tại vì xe ở nay nó đông quá, nó thận không có chở hết. Đi bằng xe Honda không à. Để sau này thận có trúng số giàu khá lên, nó thận mua xe hơi thì thận chở đồ cho nó nhiều. Chở gạo rồi cho nó nhiều. Mình có cái ổ điện đây, cái quạt này của cô ba phải không? Rồi chút xíu nữa mình lấy cái quạt bự vô đây quạt cho nó sướng. Mà đất có phía sau của cháu này quý vị. Nó thận tạo lại là cái cửa này mở ra chứ không phải mới vô quý vị. Đó. Mở ra là như vậy nè. Cái giường ở trước, cái chiếu hư chưa? Con lấy mình lấy cái chiếu này ra cái chiếu mình xài. Cái niệm này 1m6. 1m6 2m. Là nó vừa với cái giường của mình trước á. Gối dưới luôn. Gối tới dưới luôn. Hộp bằng cái này nhỏ. Cái này không tới à. Sợ lộn đầu á. Làm sợ thứ này Khánh, anh làm giúp chứ còn nè nè nè. Quay lại cái Khánh, quay lại cái. Lộn đầu á, lộn đầu chứ không có nhỏ. Quay lại cái này, quay lại cái này. Ờ vậy nè. Đây nè, đó, đúng rồi đó. Chiều dài ta mình quay chiều ngang quá vậy, nó hụt cái chiều ngang. Sâu vô con, sâu vô luôn vậy. Đó, mình chơi chiều dài mình làm chiều ngang, làm chiều ngang chơi chiều dài rồi. Bởi vậy là hụt ha. Bởi vậy. À, để sát vô luôn coi. Rồi, thì Khánh nhào lên tưng coi con cái coi. Nhào lên cái coi. Nhào lên cái sướng không? Thiệt. Rồi, tuôn cái đó xuống. Sướng rồi ha. Đó. Để cho Khánh nó nằm ngủ sao coi cái này. Bây giờ trả cái quạt này cho cô ba được rồi nè. Hai cháu có cái quạt rồi. Cảm ơn cô ba nha. Sáng cái anh nó thích chị làm cơm. Hai đứa ăn cơm sáng chưa? Chưa chứ. Nấu chưa không biết, bữa nay nấu chưa không biết, nó đang giữa nồi diễm điện. Nó hỏi rồi. Nó chưa thấy. Bây giờ chú muốn hỏi Duy là cái này là con nấu chín hết trơn chưa? Chín hết rồi chú. Bây giờ mình dời qua đây ha. Dạ. Dời qua đây để cô ba biết sao không? Là dựa vô cái phòng ngủ là không có được. Cái bếp đó, dựa vô phòng ngủ là không được. Dời qua đây thì hợp lại hơn. Nếu có duyên với cô chú Mạnh Thường Quân mà sau này là làm thêm nhà tắm rồi nhà vệ sinh rồi phía sau này thì sẽ dời cái bàn này. Hôm trước là anh Thầu anh làm cũng tính rồi. Rồi tự sắp xếp lại ha. Đồ đạc hai đứa tự soạn nha. Đâu nồi cơm nấu sao đâu. Wow. Hôm trước Thận mấy cái này Thận mua rồi cho nên là chén cũng có mua rồi cho nên là không có, hôm nay Thận không có mua thêm mấy cái nồi. Tính đâu Hoàng Duy ở đây với em luôn, chú cũng mừng. Mà thôi đi học nghề đi để đi kiếm cái nghề thì cũng mừng luôn. Con học nghề nấu ăn thì chú thấy cũng được, cái nghề đó giờ là cũng đang hot. Là đám tiệc rồi cũng nấu rồi
nhà hàng rồi vân vân, khách sạn cũng cần đó. Nói chung là cái miếng ăn ở đâu cũng cần hết trơn. Cái miếng ăn với cái đầu hớt tóc ai cũng một thời gian cũng tóc mọc ra xong rồi hớt. Nó coi như là một đời người hớt cái đầu không biết bao nhiêu lần, nên mấy cái nghề này thường thấy nó có hoài. Với cái nghề mà rửa xe á, cái xe chạy cũng dơ hoài, cho nên là những cái nghề này thường thấy không có ế. Rồi bây giờ lại quan trọng là trước khi mà chú về á thì chú dặn con một lần nữa, con đi ra cái tiệm đó chú con hỏi giùm cho chú. Quan trọng là ở đây con thấy khả năng của Khánh nè, có nắm bắt được không? Chứ không biết là có ai dám đem cái đầu cho Khánh nó gờ để nó hớt không. Nếu mà con ở đây con nắm bắt được á thì hỏi giùm chú cái bộ đồ nghề hớt cho em á là bao nhiêu. Yeah. Ha. Yeah. Cố gắng lên con ha. Yeah. Nếu mà con được cái nghề nấu ăn thì Khánh được cái nghề hớt tóc nữa thì chú mừng. Chú nghĩ là hai anh em con là sẽ sau này sẽ phát triển lên. Cố gắng lên ha. Rồi bây giờ là con có lời nói nào với cô chú Mạnh Thường Quân không? Dạ, con cảm ơn chú Hưng Phạm và cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho anh em tụi con xây nhà cửa. Con cảm ơn. Cố gắng lên luôn ha. Dạ. Mọi người không có bỏ con đâu. Vậy con cảm ơn chú với cô Thi với Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho cháu rồi được cái nhà lành lẽ, kín đáo vậy, nó không còn mưa giọt bạc gì nữa. Dạ. Cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho cháu được nghe cái nhà vậy, cũng mừng cho cháu. Dạ. Bây giờ còn quan trọng nữa, con dạy em còn cảm ơn Mạnh Thường Quân chút coi nha. Cảm ơn thì phải qua đây đàng hoàng. Đây đây. Cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân, chú Thận. Cảm ơn chú Thận, cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân. Cảm ơn chú Thận, cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân. Giúp đỡ cho con được cái nhà. Để cho con được cái nhà. Cố gắng lên ha. Dạ. Nhưng mà nói vậy đó. Nhưng mà hớt tóc là cần phải cái lưu lót nữa. Hớt tóc là cái miệng tí lia giống như chú vậy nè. Khách lại con ở đâu rồi nhà, ví dụ con là thợ hớt tóc đi thì con đi hớt hoài thì biết rồi đó. Cô chú ở đâu, chú nhà ở đâu, rồi chú làm nghề gì, rồi chú muốn hớt kiểu gì, đầu đinh hay là cạo chọc hay là hớt ba giá hay hớt sao, con hớt cho chú. Rồi chú có muốn cạo râu không hay là muốn hớt lông lỗ mũi không, rồi hớt xong rồi chú có muốn massage không, rồi gái tay không chú. Đó là con phải nói liêu lên như vậy con mới làm được cái nghề, tập dần dần. Thôi gán ở đây rồi dạy được cái gì hay đó ha. Rồi chú chào tên con. Kính thưa tất cả quý cô chú anh chị, quý Mạnh Thường Quân và quý khán giả, trước khi khép video lại một lần nữa, hôm nay Thượng gửi lời chân thành cảm ơn tới tất cả quý Mạnh Thường Quân đã thương yêu bà con nghèo, bà con khó khăn, cũng như là giúp đỡ cho cháu Khánh. Thần thấy cũng hết lóc luộc luôn, là cũng như có ngày hôm nay. Thì cái phần nhà nữa thì cái nhà tắm với nhà vệ sinh nhân dân này, nếu thần nhận được tình thương của quý Mạnh Thường Quân nữa thì thần sẽ cố gắng cái phần tiếp theo nữa. Đặc biệt hôm nay thì thần cũng gửi lời chân thành cảm ơn tới chính quyền địa phương ở đây đã hỗ trợ cái an ninh, cũng như là biết cháu là các cháu là kiểu như là mồ côi cha mẹ, không có cha không có mẹ đó, rồi hỗ trợ như thế này, thường gửi lời chân thành cảm ơn. Và tất cả quý bà con cũng như là cô ba ở đây cũng hỗ trợ nữa. Anh không quên đó, nhưng mà chú hỏi con là con có biết mặt của mẹ con không? Dạ biết. Vậy hả? Dạ. Gia đình cái tuổi của con là con biết hả? Khánh thì nó không biết đó. Biết rồi. Không? Khánh biết không? Cũng biết. Hồi lúc nó cũng 8-9 tuổi thì mẹ nó còn ở. Sao con hỏi nó không biết? Nó cũng đi, còn đi mà tới đôi tới chừng nó, cha nó chết đó, bệnh nó chết đó, 14 tuổi hay gì đó, mẹ nó thấy không về luôn. Cái hình như nó cha còn mạnh đó, thì mẹ cũng đi mạnh cho tới lui vậy đó. Nhưng mà chú hỏi con, mẹ con hồi đó từ cái lúc mà mẹ con bỏ hai đứa tới giờ là có liên lạc gì với con không? Có, lâu lâu có gọi. Bây giờ nè. Dạ, có. Vậy hả? Ba điện, ba hỏi xíu, ba tắt rồi. Có cho tiền cho gì không? À, không. À, bây giờ thì mẹ con là ở phương trời nào? Không, con không biết nữa.
lâu lâu bá biết số con bá gọi một xíu rồi tắt. À. Nhưng mà con biết mặt không? Nhớ mặt không? Biết. Như bây giờ con nhớ mặt cha con không? Nhớ. Cha của cháu mất là lúc Hoàng Di là bao nhiêu tuổi? Cũng lớn rồi đó, cũng nhai tuổi không nhớ gì nhỏ rồi, thằng này cũng bự rồi. Thằng này cũng bự rồi. 16 tuổi, 17. Chú nghe nói là cha con đó nhậu dữ lắm không? À. Lúc nhậu đó là hai anh em còn đây không? Hai anh em ở chung với cha nó hả? Ở mẹ đi mà hai anh em ở nhà với cha nó không? Như con có bị la rầy nhiều không? Dạ. Con có bị cha la rầy nhiều không? Hồi đó đó. Khó hoài. Rồi khám. Khám như vậy. Hai đứa là đứa nào bị gầy nhiều nhất? Còn cũng nhớ. vậy là cháu Hoàng Duy hồi đó là cũng như nó chỉnh là đứa nào nó cũng la hết. Nó tỉnh thôi mà chỉnh là nó ghé nó kêu nó la. Là hồi đó là cha con lúc chỉnh là mới gầy nhiều hay sao? Dạ. Nhưng mà chú thấy bây giờ là con là cái người sáng suốt hơn Khánh rất là nhiều. Còn con cũng gắng tập nói lên nhiều lên coi ha. Dạ. Ừ, đi nhiều lên. Hồi đó chú nghe là cô như là cô Út Dành phải không? Dành là kể hai đứa rất là nhiều. Nhưng mà con cũng ít nói nữa. Nhưng mà vậy là chú thấy cũng ổn rồi đó. Chắc là đi nấu ăn đồ nhiều nè. Nhà đi bằng nó mới nói chuyện với đó. Ở nhà cũng nằm tối ngày nằm ở nhà cũng không ít nói chuyện nha. Ít qua nhà ai chơi nữa. Nằm ở nhà vậy đó. Nhưng mà cái lúc mà được lời kêu gọi là con cũng ốm nhách luôn phải không? Dạ. Rồi chú con được biết vậy luôn. Không biết là cô ba có con nói có đúng không nha. Trước kia là cháu Hoàng Di cũng có đi nuôi bà nội. Rồi bà nội ị đồ dân dân. Rồi có như là giống như liệt giường đó. Rồi cháu thai tả. Rồi cháu tắm rửa rồi luôn. Có không? Có như là nằm trên bệnh viện á. Dạ. Rồi tôi với nhỏ con gái với nó. Rồi bà nằm có bị dạt cái xíu à. Nằm vừa cái tay nhiều khi để còn thòng cái đất nữa. Dạ. Rồi mỗi lần bà đi vậy đó. Dạ. Rồi mình lên làm đấu nổi. Cái kêu hai đứa, hai chị em đó lại. Thì giờ đứa thì dở bà lên với hai giò vậy đó. Rồi tôi thì tôi lao chùi đậm đút tả vô. Mỗi lần thay là kêu nói với nhỏ chị với con tôi á. Lên phụ. Rồi cái thời con tắm cho bà nội con, rồi con thay tả cho bà nội con là con bao nhiêu tuổi? Mới năm rồi, tháng 10 năm rồi đó. Ủa vậy đó hả? Rồi về đây cái bụi dạc của tôi bự á. Thì mấy ông kêu nó làm nữa, mấy ra làm ra đứng nè. Cái dìa cái bà nằm á, có đứng chặn ngang với ngang cái bụng bà gì nè. Đứng là dở bà có đi tiểu rồi đó, dở ngang lên làm. Ngon không con? Bỏ cho mình con ăn cái gì vậy? Ăn gì? Sô-cô-la. Sô-cô-la hả? Thiệu là cái thùng đồ này của ai nào của anh này thận chuẩn bị về quý vị, nhưng mà thận thấy cái khoảnh khắc này không nở về, ở lại đây vui chút xíu cũng được. Thùng đồ này thận xin được phép nhắc lại là của chị Hồng Lê ở bên Mỹ. Đó, trong đây là có đồ ăn hộp có. Rồi khăn đồ này nọ vân vân, cũng có sô-cô-la này. Con có thử đôi giày này chưa? Vừa không? Chết rồi, hơi chật hả? Chật hay sao? Chú cũng thấy vậy, bàn chân của Khánh hơi lớn rồi. Không vừa hả Khánh? Rồi Di vừa không Di? Dạ. Con Nam ăn vừa không? Bàn giờ con nhỏ hơn nè. Khánh không vừa thì con mang chứ sao giờ? Con thử đi. Đâu con thử đi. Con không có mang giày. Hồi đó giờ có mang giày không? Con không mang giày. Chứ Khánh mang không vừa, không lẽ bỏ uổng đâu, con thử đi. Tại đứa nào được thì mừng đứa đó. Tất cả là cái gì cũng vừa cho quý vị. Chỉ có đôi dài. Nhỏ cái gì? Hơi nhỏ. Vậy thôi gửi cho Lạc đi. Hai đứa xài cũng được thì gửi cho cháu Lạc đi chứ sao giờ. Đâu con thử hết cỡ rồi con. Nói chung là trong đây quần áo Khánh rồi này nọ đầy đủ. Cũng có đồ ăn nữa. Không vừa chứ. Không vừa hả? Lạc chắc vừa phải không cô ba? Lạc chắc vừa. Thì con gửi lại tặng lại cho Lạc đi ha. Không vừa tặng lại cho em đi. Đi hả? Đi mẹ đó, vài bữa đi chị. Khi nào về cho lại. Tiếc không? Hay bán lại hay cho lại? Gán hà tiện tiền nha. Con cho tiền mỗi lần mà chú nghe nói là con cũng có cho tiền em nữa. Mỗi lần cho thì con cũng dặn em hà tiện con cho tiền lẻ. Bữa nay là chú quên đổi tiền lẻ.
chú thường thường chú đổi ra tiền giấy 10.000, 20.000 cho xài. Mà phải dặn từ từ em mới nên người được. Mỗi người dặn chút chút vậy đó. Bây giờ có anh á, gì thì đưa cho anh, nó cho mua sữa, mua đồ ăn cho nó ăn, khỏi cho nó mua sữa, mua dạ. đồ ăn làm cho nó ăn nước, rồi anh nó làm cho nó uống nước. Nó, giờ nó đâu đi đâu nữa, nhà dạ. cho anh nó gì đó. Thì đưa kêu đưa cho anh nó, anh nó mua sữa, mua đồ quậy cho nó uống. Rồi cô chú Mạnh Thu Quân yên tâm là lần sau Thuận xuống Thuận chống xe nữa, Thuận mua thêm cái xô đựng gạo với lại mua sữa thêm cho cháu nữa. Là em con là uống sữa sữa bịch phải không? Sữa Vinamilk uống không? Cà phê sữa cái ống nhỏ nhỏ dần già mà bỏ trong bịch bự 24 ống á. Bây giờ làm mà nút quậy nước nóng ra nữa hả? Ừ. Vậy là cà phê sữa. Ừ. Cô uống cái đó ha Khánh? Mấy giờ anh nói gì anh? Uống cái nào thì con nói gì đấy chú biết mua. Nói chung nó uống cái nào nó cũng uống kìa, mà mấy giờ anh nói gì vậy đó, anh nó mua cái đó quậy cho nó uống đó. Chứ mai mốt anh đi rồi là con đâu có quậy đó hả? Quậy không? Cũng quậy rồi đó, nhà quậy cũng chạy lâu lâu cũng chạy hỏi xin nó cũng quậy. Tuyệt tự quậy. Ứng biến đi, tuyệt vời ứng biến đi, không biết sao vậy. Ấy cũng lâu lâu cũng qua hỏi xin rồi quậy tự cũng quậy tự uống, với nhà đâu đâu quậy cho uống đâu. Rồi chú chờ tin con ha, từ nay tới chiều là con có gì con điện với chú cái phần mà học nghề cho cháu ha, cho em con ha. Quan trọng là con thấy em nắm bắt được thì mình tiến hành. Tiền thì mình không có sợ hao rồi đó. Nhưng mà chú lo, thường lo quý vị. Thường lo không biết là cháu có học được cái nghề này không nữa. Nhưng mà không có còn cái gì, đường nào để chọn. Hay là con ở đây con có cao kiến gì đó để con chọn được cái nghề thì con cứ báo với chú. Ha. Thì nghỉ ở đây đi, từ đây tới chiều hai anh em suy nghĩ đi. Rồi bây giờ thì Thuận xin được khép video lại tại đây cô chú anh chị ơi. Thì Thuận xin hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị với mình là Quân Quẩn Giải Trồng Lễ Sao. Xin chào và hẹn gặp lại.